Thưa quý vị và các bạn, ngày 22 tháng 7 tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị Ban Bí thư để xem xét thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2016-2021, Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên các nhiệm kỳ 2016-2021, 2021-2026 và các cá nhân liên quan. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị Ban Bí thư nhận thấy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên nhiệm kỳ 2015-2020 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh và nhiều tổ chức cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong quản lý sử dụng đất, tài sản nhà nước, quản lý và bảo vệ rừng, tài nguyên khoáng sản, đầu tư, xây dựng, thi tuyển công chức, đấu thầu, mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, làm thất thoát ngân sách nhà nước, để xảy ra một số vụ án hình sự. Một số cán bộ đảng viên trong đó có lãnh đạo chủ chốt của Ủy ban Nhân dân tỉnh bị kỷ luật xử lý hình sự. Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2016-2021 đã vi phạm quy định của Đảng, quy chế làm việc của Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân tỉnh. Buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo để Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh vi phạm luật tổ chức chính quyền địa phương, Thường trực Hội đồng Nhân dân, đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh vi phạm trong quản lý sử dụng đất, mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ phòng chống dịch COVID-19. Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2016-2021, 2021-2026 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để Ủy ban Nhân dân tỉnh vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong quản lý sử dụng đất, tài sản nhà nước, quản lý và bảo vệ rừng, tài nguyên khoáng sản, đầu tư, xây dựng, thi tuyển công chức, đấu thầu, mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, làm thất thoát ngân sách nhà nước để xảy ra một số vụ án hình sự, một số cán bộ đảng viên trong đó có lãnh đạo chủ chốt của Ủy ban Nhân dân tỉnh bị kỷ luật xử lý hình sự. Đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương, trong thời gian giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phú Yên chịu trách nhiệm chính, trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 chịu trách nhiệm trực tiếp, trách nhiệm cá nhân trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Đồng chí Nguyễn Chí Hiến, trong thời gian giữ chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên, chịu trách nhiệm chính. Trách nhiệm người đứng đầu Hội đồng đấu giá đất của tỉnh để xảy ra vụ án hình sự, vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí tại khu đô thị mới Nam thành phố Tuy Hòa. Chịu trách nhiệm trực tiếp, trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Chỉ đạo và ký nhiều văn bản vi phạm quy định của pháp luật. Những vi phạm khuyết điểm nêu trên gây hậu quả nghiêm trọng, riêng với cá nhân đồng chí Nguyễn Chí Hiến là rất nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn ngân sách nhà nước, làm giảm sút uy tín của cấp ủy, chính quyền địa phương, tạo dư luận xấu, bức xúc trong xã hội. Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ hậu quả, nguyên nhân vi phạm và quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật khiển trách Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2016-2021, cảnh cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên nhiệm kỳ 2015-2020 và đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Đảng đoàn, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phú Yên. Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khiển trách Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2021-2026. Cảnh cáo Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2016-2021, khai trừ Đảng đồng chí Nguyễn Chí Hiến, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên. Thưa quý vị, sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp ông Maeda Tadashi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản. Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản luôn hợp tác hiệu quả, tích cực, cung cấp nhiều khoản vay, đặc biệt là phát triển các dự án cơ sở hạ tầng quan trọng, các dự án có quy mô lớn. Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn coi Nhật Bản là đối tác chiến lược quan trọng hàng đầu, lâu dài. Thủ tướng đề nghị Nhật Bản và JBIC tiếp tục tích cực tham mưu, tư vấn chính sách với Chính phủ và Quốc hội Nhật Bản, trao đổi và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Việt Nam để tìm ra những phương thức hợp tác hiệu quả hơn, phát triển hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản trong giai đoạn mới. Thủ tướng cũng đề nghị
Nhật Bản và JBIC thúc đẩy chương trình hợp tác ODA thế hệ mới mà hai thủ tướng đã trao đổi trong dịp Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm chính thức Nhật Bản vào tháng 11 năm 2021 và Thủ tướng Kishida thăm chính thức Việt Nam vừa qua, hỗ trợ Việt Nam triển khai các dự án hạ tầng chiến lược, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng ứng phó biến đổi khí hậu, hạ tầng chuyển đổi số, nâng cao năng lực y tế, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Về phần mình, Chủ tịch JBIC bày tỏ trân trọng những nỗ lực kết quả mà Việt Nam đạt được trong bối cảnh khó khăn vừa qua, với việc triển khai nhiều chính sách hiệu quả phòng chống dịch, ổn định và phát triển kinh tế, đồng thời đánh giá cao những cam kết hành động của Việt Nam về các vấn đề môi trường. Ngài Chủ tịch nhất trí cao với các đề nghị của Thủ tướng Phạm Minh Chính, chia sẻ nhiều ý tưởng, giải pháp, nội dung hợp tác cụ thể, khẳng định JBIC mong muốn hợp tác sát cánh cùng Việt Nam về nhiều mặt trong nhiều lĩnh vực. Chiều nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp ông Maeda Tadashi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JBIC sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh chuyến thăm của Chủ tịch Hội đồng Quản trị JBIC Maeda Tadashi diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ giữa Việt Nam-Nhật Bản đang trong thời kỳ tốt đẹp và hướng tới các hoạt động thiết thực kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, góp phần tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng giữa hai bên. Tại hội nghị COP26, Việt Nam đã cam kết thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Chủ tịch Hội đồng Quản trị JBIC bày tỏ mong muốn JBIC hỗ trợ và hợp tác với Việt Nam bằng những dự án cụ thể để thực hiện mục tiêu, cũng như mong muốn với vai trò của mình, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ xây dựng chính sách để thực hiện các mục tiêu này. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Quốc hội Việt Nam đang tiến hành các bước trong việc hoàn thiện thể chế phát triển bền vững nói chung, trong đó có chuyển đổi năng lượng. Rất mong JBIC hỗ trợ Việt Nam tư vấn về kỹ thuật, xác định lộ trình cho chuyển đổi sao cho tính khả thi cao nhất, đạt được mục tiêu nhưng cân bằng, cũng như không tạo ra gánh nặng về chi phí nói chung, không xảy ra bất ổn liên quan đến môi trường đầu tư kinh doanh, an sinh xã hội, đồng thời hỗ trợ Việt Nam tiếp cận nguồn tín dụng cho các dự án năng lượng xanh, chuyển đổi năng lượng có mức chi phí hợp lý, mức lãi suất phù hợp. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tin tưởng Nhật Bản sẽ tiếp tục là đối tác quan trọng và tin cậy của Việt Nam trong việc thực hiện mục tiêu thích ứng với biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng và thực hiện các cam kết đã đưa ra tại hội nghị COP26. Thưa quý vị, tiếp tục hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt nghị quyết hội nghị Trung ương năm khóa 13. Sáng nay, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã trình bày chuyên đề tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Đánh giá về những mặt đạt được về tổ chức cơ sở Đảng, đồng chí Trương Thị Mai nêu rõ, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai nhiều chủ trương quan trọng về xây dựng chỉnh đốn Đảng. Cấp ủy tổ chức đảng các cấp đã lãnh đạo chỉ đạo cụ thể hóa tổ chức thực hiện. Công tác xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh được đẩy mạnh. Chất lượng đội ngũ đảng viên chuyển biến tích cực, trình độ cao hơn, phần lớn nêu cao tinh thần trách nhiệm, có ý kiến rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, tự phê bình và phê bình, tiên phong gương mẫu, xây dựng mối quan hệ mật thiết với nhân dân. Nhiệm vụ giải pháp chủ yếu, nghị quyết 21 nhấn mạnh củng cố nâng cao năng lực sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, trong đó đổi mới, hoàn thiện tổ chức các loại hình tổ chức cơ sở đảng, kiện toàn tổ chức cơ sở đảng đồng bộ với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, nghiên cứu xây dựng mô hình tổ chức cơ sở đảng đặc thù, triển khai thực hiện hiệu quả mô hình chi bộ 4 tốt, đảng bộ cơ sở 4 tốt. Đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm triển khai nghị quyết 21, đó là nghiên cứu cụ thể hóa phù hợp với điều kiện thực tiễn của cơ quan tổ chức địa phương đơn vị gắn với thực hiện kết luận 21 về xây dựng chỉnh đốn đảng, tăng cường lãnh đạo chỉ đạo tổng kết thực tiễn, đẩy mạnh củng cố sắp xếp tổ chức cơ sở đảng đồng bộ với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và công tác cán bộ, đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng ở cơ sở, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, nâng cao chất lượng phát triển đảng viên. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nêu rõ, Hội nghị Trung ương năm khóa 13, Ban Chấp hành Trung ương đã xem xét thông qua 4 nghị quyết rất quan trọng. Đồng chí Võ Văn Thưởng yêu cầu ngay sau hội nghị này, các cấp ủy tổ chức đảng phải nhanh chóng tổ chức tuyên truyền, nghiên cứu, học tập, quán triệt cho toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân thấm nhuần sâu sắc nội dung 4 nghị quyết của Hội nghị Trung ương năm, nhất là những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, những vấn đề mới, cốt lõi trong các nghị quyết. Thấy rõ 4 nghị quyết này là những nội dung rất cơ bản, hệ trọng, liên quan mật thiết, tác động nhiều chiều đến quá trình phát triển kinh tế xã hội đất nước, đời sống của nhân dân, đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng đảng ngày thêm trong sạch, vững mạnh, đủ năng lực, trình độ, uy tín để lãnh đạo đất nước.
để nghị quyết đi vào cuộc sống, Thường trực Ban Bí thư chỉ rõ vấn đề quan trọng hàng đầu, yếu tố có tính chất quyết định là khâu tổ chức thực hiện. Quá trình tổ chức thực hiện đòi hỏi phải có sự quyết tâm, năng động, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, địa phương. Nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, 54 năm chiến thắng Đồng Lộc gắn với tưởng niệm 54 năm ngày hy sinh của 10 nữ liệt sĩ thanh niên xung phong, tối nay ngày 22 tháng 7, tại khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt ngã ba Đồng Lộc, Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và tỉnh Hà Tĩnh phối hợp tổ chức chương trình nghệ thuật Cõi Thiêng Đồng Lộc. Từ 10 năm nay, Báo Nhân dân cùng tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức tưởng niệm ngày 10 nữ thanh niên xung phong hy sinh và các anh hùng liệt sĩ tại ngã ba Đồng Lộc. Sự kiện năm nay có thêm sự tham gia của Tạp chí Cộng sản và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Đây là một điểm nhấn trong phong trào đền ơn đáp nghĩa trong cả nước, một sự kiện có ý nghĩa khơi dậy lòng tự hào, phát huy truyền thống anh hùng, truyền thống cách mạng trong thế hệ trẻ và nhân dân cả nước. Sự chương trình có đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ. Phát biểu khai mạc chương trình, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh, cuộc chiến đấu quả cảm của các lực lượng bộ đội, công an, thanh niên xung phong, cán bộ chiến sĩ ngành giao thông vận tải của nhân dân Đồng Lộc nói riêng, nhân dân Can Lộc và Hà Tĩnh nói chung đã làm cho ngã ba Đồng Lộc, một ngã ba bình thường như bao ngã ba khác, trở nên một biểu tượng sáng chói của chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Hơn thế, thành một cõi thiêng Đồng Lộc, một cõi thiêng của Tổ quốc. Sự linh thiêng của ngã ba Đồng Lộc là sự linh thiêng của trùng điệp máu xương, ông bà, cha mẹ thấm vào đất đai để làm nên thiêng liêng Tổ quốc. Sự linh thiêng này như một tiếng vọng ngàn thu từ quá khứ, thôi thúc chúng ta bồi đắp trong thế hệ trẻ hôm nay lòng tri ân sâu sắc và khát khao vươn lên mạnh mẽ. Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương khẳng định, những chiến công của quân và dân ta trên chiến trường Đồng Lộc là chiến thắng của lòng yêu nước nồng nàn, ý chí bất khuất, kiên cường của dân tộc Việt Nam được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử, là chiến thắng của độc lập dân tộc, gắn liền với chủ nghĩa xã hội, của đường lối chiến tranh nhân dân, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại của Đảng ta. Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, cuộc sống mới đã hồi sinh trên chiến trường ác liệt năm xưa, và những tấm gương quên mình vì Tổ quốc mãi mãi được khắc ghi trong tâm khảm mỗi người dân Việt Nam, trong lịch sử dân tộc Việt Nam, là niềm tự hào, nguồn cổ vũ động viên to lớn cho các thế hệ hôm nay và mai sau trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong chương trình Cõi Thiêng Đồng Lộc, các vị đại biểu, khách quý và khán giả đã có dịp nghe kể lại những mẩu chuyện rung rỉ về 10 cô gái tại ngã ba Đồng Lộc qua những vở kịch ngắn, những ca khúc đi cùng năm tháng, để phần nào lý giải sức mạnh nào đã giúp những con người có thân hình nhỏ bé ấy có thể sống, chiến đấu và chiến thắng trước sự hủy diệt của bom đạn kẻ thù. Qua đó, tái hiện lại ý chí, sức mạnh của dân tộc Việt Nam, niềm tin tưởng lạc quan để sống và chiến đấu vì lý tưởng chung của cả dân tộc. Chương trình còn hội tụ những tiết mục nghệ thuật đặc sắc với chủ đề thể hiện lòng biết ơn đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh, các cựu thanh niên xung phong, công dân hỏa tuyến, mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân đã chiến đấu, công hiến, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Nhân dịp này, Báo Nhân dân và Tạp chí Cộng sản cùng các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm cũng trao tặng nhiều căn nhà và các sổ tiết kiệm cho các gia đình thân nhân liệt sĩ, nhân chứng lịch sử và một số hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của tỉnh Hà Tĩnh. Chiều nay, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16 đã tổ chức kỳ họp thứ 8, kỳ họp chuyên đề để xem xét bầu chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026. Với 100% đại biểu có mặt tán thành, đồng chí Trần Sĩ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, nhiệm kỳ 2020-2025 được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội dự kỳ họp. Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh nhấn mạnh, nhận nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội là niềm vinh dự, đồng thời mang trách nhiệm hết sức lớn lao trước Đảng bộ, chính quyền, cử tri và nhân dân thủ đô.
Là người đứng đầu Ủy ban Nhân dân thành phố, đồng chí nguyện cống hiến hết sức mình, tiếp tục học tập, tu dưỡng, rèn luyện và phát huy cao nhất những kiến thức, khả năng và kinh nghiệm tích lũy được trong quá trình công tác, góp phần xây dựng thủ đô Hà Nội ngày càng giàu đẹp, văn hiến, văn minh hiện đại. Đồng chí Trần Sĩ Thanh cũng cho biết, thời gian tới thành phố sẽ tập trung nguồn lực để thực hiện hiệu quả nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Thành phố sẽ đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường phân cấp ủy quyền, kiên quyết loại bỏ những cán bộ, công chức có hành vi tiêu cực, vô cảm, nhũng nhiễu trong thực thi công vụ. Mục tiêu quan trọng trước mắt để mỗi người dân, doanh nghiệp cảm nhận được, thụ hưởng được những lợi ích từ quá trình cải cách hoạt động điều hành của chính quyền thành phố. Thước đo của thành công là sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Thưa quý vị, chiều nay tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức hội nghị học tập quán triệt nghị quyết số 55 của Quốc hội khóa 15 về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa. Đồng chí Nguyễn Khắc Định, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng sự hội nghị. Nghị quyết số 55 đã quyết nghị các nội dung cụ thể về quản lý tài chính ngân sách nhà nước, quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, phát triển khu kinh tế Vân Phong, phát triển kinh tế biển tại tỉnh Khánh Hòa, qua đó tạo thêm nguồn lực và điều kiện phát triển toàn diện tỉnh Khánh Hòa thành một tăng trưởng trung tâm của khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và cả nước. Hội nghị đã giúp cán bộ đảng viên nắm vững nội dung của nghị quyết, tạo sự thống nhất trong nhận thức, tư tưởng và hành động để nghị quyết sớm đi vào thực tiễn đời sống, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết số 09 ngày 28 tháng 1 năm 2022 của Bộ Chính trị về xây dựng phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Thông tin từ Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình cho biết đã vào cuộc kiểm tra thông tin phản ánh về hình ảnh một phòng ngủ trong hang núi đá nằm trên địa bàn huyện Hoa Lư tỉnh Ninh Bình được chào với giá hơn 60 triệu đồng một đêm gây xôn xao dư luận. Mới đây, trên nền tảng đặt phòng Agoda đăng tải thông tin về một phòng ngủ trong hang núi tại huyện Hoa Lư Ninh Bình, quảng cáo có giá hơn 60 triệu đồng một đêm. Khách đặt phòng thanh toán tổng thuế phí cho một đêm là hơn 74 triệu đồng với các lợi ích đi kèm như Wi-Fi miễn phí, bãi đậu xe, bữa sáng, cà phê và trà. Trước thông tin trên, Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình đã thành lập đoàn kiểm tra xác minh hình ảnh về hang động cho thấy hiện cơ sở này đã dừng hoạt động, đang trong quá trình sửa chữa. Đoàn kiểm tra đã yêu cầu cơ sở tháo gỡ những hình ảnh quảng cáo không đúng sự thật trên trang mạng đặt phòng Agoda và những trang mạng khác nếu có. Hiện Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình đang xác minh người đưa thông tin trên và xử lý vụ việc. Thưa quý vị, ngày hôm nay thêm 5 ngư dân trên tàu cá BTH-97478TS của Bình Thuận bị nạn trên biển đã được một tàu hàng quốc tế cứu sống. Như vậy, sau 13 ngày trôi giạt trên biển, kể từ ngày 10 tháng 7 năm 2022 bị nạn, 9 người trong tổng số 15 người trên tàu cá BTH-97478TS đã được cứu sống, còn 6 người đã bị tử vong và được thả xuống biển. Theo thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận, vào lúc 11 giờ ngày 22 tháng 7, tàu hàng Buffalo đang trên đường hành trình từ Ai Cập đi Trung Quốc đã phát hiện và cứu vớt được 5 ngư dân của tàu cá BTH-97478TS bị nạn đang ở trên thúng chai trôi giạt trên biển. 5 ngư dân này ở trên một thúng chai có 8 người trôi giạt trên biển từ ngày 10 tháng 7. Tuy nhiên, sau nhiều ngày bị suy kiệt, có 3 người đã tử vong và được thả xuống biển. Theo chỉ đạo của Bộ Quốc phòng và Quân chủng Hải quân, vùng 4 Hải quân đã giao nhiệm vụ cho tàu 466 cùng lực lượng trong khu vực biển đã xác định, nhanh chóng cơ động tiếp cận tàu nước ngoài để đón ngư dân đã được tàu bạn cứu lên. Khoảng 20 giờ tối nay, tàu 466 đã tiếp cận được tàu bạn, thực hiện công tác bàn giao ngư dân Việt Nam, đồng thời cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận tổ chức đoàn đi thăm hỏi động viên và chia sẻ với gia đình các ngư dân bị nạn. Vùng đã chỉ đạo cho tàu là sử dụng vận tốc tối đa để đưa những người ngư dân này về bờ sớm nhất, cũng như đã chỉ đạo cho cái bộ phận quân y ở trên tàu là triển khai các cái bước để sẵn sàng về sơ cứu cũng như bảo đảm về cái sức khỏe cho ngư dân để đảm bảo là ngư dân khả năng hồi phục tốt nhất. Trước đó 3 ngày, ngày 19 tháng 7, một tàu cá của ngư dân Bình Định đã cứu vớt được 4 ngư dân của tàu cá bị nạn còn sống đang ở trên một thúng chai trôi giạt trên biển. 3 người khác ở trên thúng chai này đã tử vong và được thả xuống biển. 4 ngư dân này đã được đưa vào đất liền an toàn, trong đó 3 người đã về nhà ở thành phố Phan Thiết, một người còn đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.
Thưa các đồng chí, thưa quý vị và các bạn, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, người có uy tín tiêu biểu trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số được xem là nhiệm vụ chính trị quan trọng mà Đảng ta đặt ra nhằm góp phần thực hiện hiệu quả chính sách dân tộc. Đây là lực lượng nòng cốt đưa các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước đến với đồng bào vùng sâu vùng xa. Sau đây là ghi nhận tại huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Đồng chí Phùng Gió Só xuất phát từ hộ gia đình khó khăn, đã mạnh dạn bỏ đi những thửa ruộng bạc màu để chuyển đổi sang trồng riềng và quế, trở thành hộ khá giả của bản. Được Đảng ủy xã quan tâm, vận động, bồi dưỡng, đồng chí Só được bầu làm trưởng bản trẻ tuổi nhất xã ở độ tuổi 23. Mình là đảng viên, vừa là lãnh đạo bản thì mình gương mẫu đi đầu trước, xong đó mình cũng về tuyên truyền cho bà con. Và hiện tại thì bà con cũng đã trồng theo, và cũng trồng diện tích cũng khá nhiều. Lúc đầu thì bà con cũng lo sợ, xong là trồng ít một thôi ạ, 1-2 sào. Bây giờ có bà con là mạnh dạn hơn là trồng 3-4 hát ạ. Cùng với đồng chí Só, các đảng viên trẻ khác của xã Bum Tờ cũng phát huy tốt nhiệt huyết, kinh nghiệm thực tiễn của mình để giúp đỡ người dân phát triển các mô hình kinh tế mới hiệu quả cao. Cái loại cây này là loại cây trồng mà nó kỹ thuật chăm sóc không cần thiết nhiều, mà dễ chăm sóc và dễ trồng, cho nên là rất là phù hợp với cái như xã Bùn Tử. Đối với các loại cây ăn quả khác thì cần kỹ thuật chăm sóc nhiều, nên là chúng ta đưa vào khả năng cao là sẽ không phù hợp. Thời gian qua, huyện Mường Tè đã bố trí gần 200 cán bộ trẻ là trưởng bản, bí thư chi bộ. Trước đây, phần lớn lớp cán bộ này là người già, thậm chí không biết tiếng phổ thông, nên việc vận động, tiếp thu các chủ trương gặp hạn chế. Quan tâm xây dựng nhân tố trẻ, dám nghĩ, dám làm đã góp phần thay đổi suy nghĩ trông chờ, ỷ lại của đồng bào dân tộc ít người, giúp họ tự lực vươn lên trong cuộc sống. Kịp thời nắm bắt cái tâm tư nguyện vọng của nhân dân, phản ánh đến cấp ủy chính quyền, kịp thời tháo gỡ các cái khó khăn vướng mắc trong cái tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Cho nên là không có cái tình trạng xảy ra cái việc là nhân dân khiếu nại, khiếu kiện kéo dài hoặc là tụ tập đông người, rồi các cái vấn đề nổi cộm trong bức xúc trong nhân dân. Những cán bộ trẻ thì người ta tiếp cận rất nhanh với lại công nghệ thông tin, tiếp cận rất nhanh với cái khoa học kỹ thuật, rồi là người ta lại còn có cái sự nhiệt huyết rất là lớn, nên là trong cái việc mà giao cho họ cái nhiệm vụ về công tác đảng cũng như là cái huy động rồi là phát động nhân dân phát triển kinh tế thì họ sẽ có cái sức trẻ, có trình độ chuyên môn, có cái kiến thức thì họ sẽ tạo ra một cái sự lan tỏa rất là tích cực. Trong cái thời gian tới thì huyện cũng sẽ tiếp tục chỉ đạo để bổ sung cái nguồn cán bộ không chuyên trách vào cái đội ngũ cán bộ kế cận của sau này. Đội ngũ cán bộ trẻ có đủ năng lực, kiến thức chính là những nhân tố quan trọng giúp đồng bào các dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng.